Công an đánh người bị tù 9 tháng. Tòa sơ thẩm thành phố Nha Trang, Khánh Hòa vừa xử công an Nguyễn Trọng Hiếu 9 tháng tù vì gây tội thương tích khi thi hành công vụ. Phiên tòa bắt đầu vào hôm 11 tháng 9 và tuyên án sáng thứ Hai ngày 16 tháng 9 sau khi đã phải hoãn trả hồ sơ một lần vào cuối năm ngoái để làm rõ trách nhiệm của bị đơn dân sự. Vụ này cũng là một trong những vụ xét xử được cho là phức tạp. Khởi tố sau 10 tháng kể từ khi vụ việc xảy ra với 4 lần dựng lại hiện trường để phục vụ điều tra. Theo cáo trạng được báo cáo trong nước trích tải thì ông Nguyễn Trọng Hiếu 27 tuổi, nguyên là công an của Diên Khánh, Khánh Hòa, trong khi phối hợp tuần tra giao thông hồi tháng 4 năm 2010 đã đuổi theo một nam thanh niên vì người này không đội mũ bảo hiểm. Trong quá trình truy đuổi, ông Hiếu đã dùng gậy đánh vào vai và gáy của người thanh niên tên là Huỳnh Tấn Nam, làm anh này mất thăng bằng và ngã xuống lề đường quốc lộ. Anh Nam bị thương tích 77% và xếp loại thương tật vĩnh viễn. Tòa cũng buộc công an xã Diên Phú, đơn vị quản lý ông Nguyễn Trọng Hiếu, phải bồi thường cho người bị hại gần 113 triệu đồng. Theo báo của Khánh Hòa trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng việc không đội mũ bảo hiểm và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe chỉ là các vi phạm hành chính không quá nguy hiểm cho xã hội, nên việc truy đuổi với tốc độ cao của cảnh sát giao thông là không cần thiết và có thể khiến cho người vi phạm hoảng hốt, gây ra hậu quả lớn hơn. Mức án 9 tháng tù tòa án đã xử là mức cao nhất mà bên công tố đề nghị và tuyên phạt đối với ông Hiếu. Thời gian gần đây thì truyền thông Việt Nam thường xuất hiện nhiều tin bài về những bạo hành do công an thực hiện đối với người dân. Và đây lại là một vụ một lần nữa.